Mấy giờ rồi ta? Oanh ơi, vô làm đi. Tao bảo mày gọi điện về nhà, tao gọi điện cho mày lấy cái khóa. Ủa, anh Hùng muốn có chìa khóa hả? Tự nhiên cái nhờ anh bảo vệ vô cái năng sức nó lên cao là sao ta? Không muốn về luôn à? Oanh ơi, các bạn nãy giờ đang đợi bạn của anh đó. Cô anh làm cho cái chưa? Thành quả của các cô sau ngày làm việc. Sao anh bảo vệ kỳ vậy, nhờ cuốc có một cái là đi ra rồi. Cái người la chim ấy. Gì vậy? Con nó còn nhỏ quá, thôi để cho nó ấy. Hay là mình đi chạy xuống dưới khúc dưới mình ăn. Dưới có người ta cũng có chứ. Tối nay thùng vàng bò chửi nè. Má ruộng nhà không có đi rút ruộng người ta. Nhìn sao ta? Anh mẹ ơi, con về đi. Không. Hồi trưa mất công, hồi chiều không có xe về thì đằng nào chị cũng xuống. Vậy có gì chị? Vậy cũng được. Rồi. Lên nha. Mấy cô đang cúc đất trồng rau. Chưa về nữa nè. Bốn cái tấm.